Kính chào quý vị và các bạn. Theo thông tin từ ứng dụng theo dõi dự báo chất lượng không khí IQE, từ đầu tháng 3 đến nay, Hà Nội liên tục chịu tác động của bụi mịn ở mức độ đáng báo động. Trong nhiều ngày liền, thành phố luôn ở trong danh sách 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội sáng nay là 154, xếp thứ 7 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Những người dễ bị ảnh hưởng từ ô nhiễm không khí là người cao tuổi, phụ nữ có thai và người có sức đề kháng yếu. Trong ngày mai, tại phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, độ ẩm không khí tăng cao, về đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là 27-30 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời khô ráo hơn, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ trưa chiều là từ 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong đêm nay ngày mai có mưa vài nơi, ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất là 30-33 độ, vùng núi phía Tây có nơi là trên 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm và sáng có mưa vài nơi, ban ngày hầu hết các nơi đều có nắng với nhiệt độ cao nhất là 30-33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai trời vẫn không có mưa và có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất là từ 32-35 độ tại Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng gay gắt ở trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Quý vị lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể sẽ cao hơn từ 2-4 độ so với dự báo, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông hay đường nhựa. Do nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trên các vùng biển của nước ta, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, gió cường độ trung bình, nhiệt độ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không quá 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22-29 độ.